Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Hôm nay rất là vui khi mà làm video clip này cho anh em, bởi vì mấy ngày phải nói là giải quyết được cho anh em nhiều ca bệnh khó nên là tâm trạng mình cũng rất là vui nha. Nghiên cứu ra được những cái tuyệt chiêu mới để mà giải quyết cho anh em. Thì hôm nay sẵn mình làm cho anh em một cái video clip ngắn gọn thôi về vấn đề thay pin Samsung Galaxy M51 anh em. Thì anh em cũng biết rồi, cái M51 lúc mà nó được quảng bá thì anh em biết cái tên của nó là gì không? Là siêu pin mạnh thú. Đó, cái từ ngữ mà giới marketing đặt cho nó đó là cái từ siêu pin mạnh thú. Bởi vì sao nó sở hữu cái viên pin đây 7000 mAh. Đó, đây là viên pin chính hãng của Samsung Galaxy M51 ha. Đây là viên pin Thịnh sẽ sử dụng để thay thế cho anh em khi mà anh em có nhu cầu thay pin. Đó, Thịnh sẽ cho anh em thấy cái viên pin chính hãng nó ra như thế nào. Nó rất là chỉnh chu ha, nó rất là chỉnh chu. Cấu tạo nó bao gồm hai thành phần, một đó là cái cell pin. Đây, cell pin trên đây chúng ta cùng xem một số thông số nha. Anh em nhìn nè, cell made in Việt Nam nè, cell pin được làm tại Việt Nam, tự hào chưa anh em? Đó rồi nè, assemble in Việt Nam luôn, có nghĩa là cục pin này vừa sản xuất ở Việt Nam mà hoàn thiện cũng ở Việt Nam luôn. Nguyên một cái cục pin này là toàn bộ làm tại Việt Nam, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ một số cái thông tin, đây là pin secondary Lion, pin Lion thế hệ thứ hai nè. Model pin nè, BM45ABI nè, đó. Dung lượng pin nè, 7000 mAh nè. Ở đây những cái ký hiệu rồi, không có quăng rác bậy bạ, anh em thay pin ra anh em không có tùy tiện dục luôn rác nha anh em. Nhiều khi nó cháy nổ rồi trọng á. Đó. Rồi bây giờ cái cell pin này nó sẽ được nối lên trên cái bảng mạch này. Đó, nếu mà hình lột cái lớp băng keo đây ra anh em sẽ thấy một cái bảng mạch nhỏ nằm ở đây. Cell này có hai cực âm dương, nó sẽ đấu vào hai cái bảng này. Trên bảng mạch này nó có những cái linh kiện điện tử như tụ điện, diode rồi đó. Đó, điện trở IC rồi vân vân. Nó dẫn truyền ra đây một cái sợi dây, dây này là dây socket. Đó, dây này khi mà gặp lại dây nó sẽ ngay vị trí của cái main board. Đó, nó sẽ bấm vào trên main. Đó, ví dụ dây bấm vào trên main ha. Đó là nó thực hiện cái tính năng của nó. Rồi bây giờ khi mà anh em xài một cái máy có dung lượng pin cao như Galaxy M51 thì anh em sử dụng nó rất là sướng, nhất là những anh em mà cần pin trâu như những anh em tài xế công nghệ rồi đó. Nhưng mà anh em biết điều gì không? Đó là một cục pin dung lượng nó càng lớn thì cái tuổi thọ nó sẽ dễ chai hơn những cục pin khác cùng một cái thể tích, cùng một cái gọi là một cái kích thước nhưng mà nó ít nén dung lượng hơn. Đó là lý do ở thời điểm này bắt đầu pin Samsung M51 đã chai, đã phù khá nhiều sau gần một năm rưỡi. Đó, bắt đầu Thịnh thay pin dòng máy này nhiều lắm rồi. À, thì thật ra cái công nghệ pin bây giờ nó cũng tiến bộ rất là nhiều rồi. Nói mà pin mà xài đến thời điểm này mà hơn một năm mà chúng ta xài với cường độ smartphone ngày nay nó rất đa nhiệm thì thôi cũng ok chứ không gọi là dở đâu. Đó chỉ là Thịnh nói với anh em là thông thường lúc nào cũng vậy. Cái cục pin mà dung lượng nó càng lớn thì nó gọi là nó nén vô mà thì cái tuổi thọ nó sẽ kém hơn. Bây giờ thì kém hơn ít thôi so với những cái viên pin mà cái dung lượng nó thấp hơn. Mà thôi chúng ta xài nguyên một thời gian dài và chúng ta được phục vụ bằng một cái viên pin siêu trâu như vậy thì nó cũng rất là xứng đáng rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta nói về những cái vấn đề mà anh em cần lưu ý khi thay pin Samsung M51. Một là những dấu hiệu hư pin. Đầu tiên, pin phù. M51 phù pin rất nhiều. Khi mà phù pin của M51 nó có thể làm đẩy bung cái bẹ cáp ở bên trong luôn, dẫn đến là mất sạc luôn. Đó. Và nó đẩy cái nắp lưng lên. À, pin phù anh em sớm đi thay thế, bởi vì ngoài cái vấn đề là nó mau hết, nó chai, nó còn cực kỳ nguy hiểm về cái việc mà cháy nổ ha. Pin phù thứ hai đó là pin tụt nhanh, có nghĩa là pin nó tụt, ngày xưa chúng ta xài một ngày mấy hai ngày mới hết đi, xài tạc bô cũng vậy đi, mà bây giờ chúng ta xài một ngày sạc pin mấy lần, đó là một dấu hiệu rất rõ của pin bị chai. À, và dấu hiệu thứ ba đó là pin nó còn pin nhưng mà nó tự tắt nguồn, có nghĩa là anh em xài tự nhiên nó tụt tới 20-30%, anh em thấy nó tắt cái bập luôn, anh em bật máy lên thì nó báo hết pin, lúc này anh em cắm sạc vô thì nó lại sạc lên, mà thường những lúc này nó sạc nhanh lắm, nó sạc mà phần trăm nó nhảy một lần mấy chục phần trăm luôn đó, nhưng mà xài nó lại mau hết. Đó là dấu hiệu thứ ba. Và dấu hiệu thứ tư đó là diễn tiến của dấu hiệu thứ ba, có nghĩa là ở dấu hiệu thứ ba còn tầm khoảng 20-30% là nó tắt đúng không, thì dấu hiệu thứ tư là chúng ta chỉ cắm sạc vô chúng ta mới xài nổi, chúng ta rút sạc ra là nó tắt luôn. Nghĩa là lúc này cái cell này nó chai toàn bộ rồi, nó không có cầm pin được nữa. Nó không có lưu trữ được điện năng trong đây nữa. Nó chỉ là cái vật dẫn trung gian thông qua cái mạch pin này để mà chúng ta xài cái nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc thôi. Anh em rút sạc ra là nó tắt liền. Đó là một cái dấu hiệu chai pin
cũng khá là điển hình, nhưng mà nhiều khi anh em không xem video clip này anh em không biết, thì anh em cầm máy đi anh em thấy máy nó bị cái gì lạ quá ghê quá, cắm sạc vô thì xài được mà rút sạc ra cái nó tắt. Đó, đem đi anh em thấy gặp thấy ghê quá, anh em nghĩ nó bị hư cái gì rồi, hư IC gì rồi, thì anh em gặp chúng anh thợ vẽ nữa, thì anh thợ anh vẽ cho anh em nguyên một bức tranh đẹp luôn, đó là cái này ha, hư IC rồi nha, cái kiểu phải thay IC rồi nha, cuối cùng thật ra anh vô anh thay cục pin thôi. Đó, anh em lưu ý cái dấu hiệu thứ tư này nha. Rồi bên cạnh đó anh nói với anh em như thế này, cái dấu hiệu mà hao pin nếu mà anh em thấy đi kèm với nóng máy bất thường thì anh em lưu ý rằng đó không phải là hư pin. Hao pin mà do pin nó không có nóng bất thường, nó chỉ hao thôi, cục pin nó không làm mà máy nóng bất thường. Còn cái vấn đề mà máy anh em thấy lúc nào nó cũng nóng nóng, lúc nào nó cũng ấm ấm, không xài gì hết mà pin nó cứ tụt đều và máy nó cứ nóng hoài là nó đang bị chạm nguồn. Nó chạm một cái vấn đề gì đó ở trên máy, cụ thể thông thường là ở trên bo mạch, và nó sẽ liên tục rút rút nguồn của pin. Anh em không xài nhưng mà tại sao máy nó vẫn nóng, có nghĩa là chip nó đang chạm, nó đang tỏa nhiệt ra và nó đang ăn nguồn. Những cái máy mà bị chạm main thì sẽ kích rất là nhanh cho cục pin bị phụ. Đó là lý do nhiều anh em bị vô nước nha. Ngày hôm đó anh em thấy trước đó đương nhiên cục pin em không bị gì hết, anh em bị vô nước, ngày hôm đó nó bình thường, qua ngày hôm sau tự nhiên anh em thấy cục pin nó phù to lên luôn, là như vậy. Do cái main nó đang chạm nên nó sẽ rút, nó sẽ kích làm hư cái cell pin của chúng ta. Đó, rồi anh em lưu ý những dấu hiệu đó ha. Rồi và tiếp theo đó là vấn đề cuối cùng, dịch vụ thay pin Samsung M51 được quyết định bởi hai yếu tố, một đó là chất lượng viên pin này, và thứ hai đó là tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác. Đó, chất lượng của viên pin thì chỉ có viên pin zin chính hãng mà tự hào Việt Nam như thế này mình mới mình mới là thay cho anh em là chất lượng tốt nhất thôi ha. Viên pin zin chính hãng Samsung là tốt nhất, không có cái hãng thứ ba nào mà qua được pin hãng đâu, bởi vì không có cái lý do gì với dòng đời điện thoại ngắn như hiện nay, họ bán có mấy tháng à, chưa tới năm là họ bỏ mẫu rồi, không có một cái nhà sản xuất linh kiện nào mà dại dột đi đầu tư một cái dây chuyền quá hoành tráng để ăn đứt được pin zin, trong khi cái số lượng máy bán ra không nhiều, mấy tháng thôi là chuyển mẫu, mấy tháng thôi là qua mẫu mới đó, nên chỉ có cục pin zin chính hãng như ban đầu của anh em là tốt nhất thôi, tất cả đều pin lô, tất cả đều không thể so sánh được với cục pin này, và hy vọng anh em thay được đúng cái loại pin mình đang nói với anh em. Và cái tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác, cái việc mà am hiểu về cái dòng máy sẽ giúp cho người kỹ thuật viên họ tháo máy ra tự tin hơn, họ tháo máy ra có được cái nhìn ở trong tư tưởng, có nghĩa là họ nhìn cái máy họ biết được bên trong nó bố trí linh kiện như thế nào, cáp nằm ở đâu đó, để mà khi mà họ lấy tắt cái nắp lưng ra họ biết né những cái vị trí để không có làm những cái rủi ro, ví dụ như có những anh em mua pin về thay thế đâu có biết bên trong như thế nào đâu, thấy người ta thay pin thấy coi trên mạng thấy cái làm lòng nhẹt đồ vô thấy nhanh thấy dễ quá, rọc 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 ra rọc như cái vực mở ra thấy đứt cáp đó. Đứt cáp có thể là đứt cáp nguồn, có thể là trầm trọng hơn là những cái cáp mà về màn hình hay gì, là anh em nếm trái đắng rất là nhiều đó. Ví dụ nè, pin nè nằm đây nè, để mà chúng ta thay được cái cục pin này chúng ta phải tắt cái lưng ra, thì khi mà chúng ta rọc cái lớp lưng ra chúng ta đâu có biết bên trong đây cáp nó bố trí sao đâu, chúng ta chọt vô chúng ta cứ rọc mù mù vậy mà đó, thì nhiều khi nó đứt sợi này hoặc là đứt sợi này đó, hoặc là đứt cái sợi chút xíu đây nè, sợi này là sợi dây nguồn âm lượng volume nè đó, nó bố trí rất là nhiều, mỗi máy nó lại bố trí khác nhau, nên là chúng ta cần cái kinh nghiệm và cái sự chuyên nghiệp là như vậy. Rồi và cái chế độ bảo hành pin là một cái điều đáng đáng lưu tâm. Bên Thịnh thì Thịnh bảo hành pin với tất cả các lỗi về pin, mình không dùng những cái chiêu trò chơi chữ, ví dụ như mình không nói là pin mình bảo hành trọn đời, pin mình bảo hành 12 tháng. Thông thường như cục pin này thì Thịnh bảo hành 6 tháng nè, tất cả các lỗi luôn, lỗi gì là Thịnh đổi cục mới. Đó. Có những nơi anh em nói sao họ báo tôi bảo hành 12 tháng, bảo hành 24 tháng. Đó, nhưng mà chúng ta phải xem xét lại cái điều đó nó có hợp lý hay không, và chúng ta cần hỏi họ là họ bảo hành có bảo hành chuẩn hay không, hay là tới lúc anh em đụng chuyện anh em đi bảo hành thì họ sẽ có một list danh sách những vấn đề họ không bảo hành cho anh em. Cái này nhiều anh em chia sẻ với mình rồi, nói qua đó thay pin nó bảo hành 12 tháng mà đem tới cục pin phù, mới xài đầu tháng thứ hai thứ ba đem tới cục pin phù họ không bảo hành, vì lý do pin phù không bảo hành đưa ra một tờ giấy một cái list quy định bảo hành pin, pin phù không bảo hành, pin chai theo thời gian sử dụng không bảo hành, chỉ bảo hành pin chết. Anh em nghĩ cái một cái cục pin mà nó chết hẳn luôn thì xác suất rất rất là thấp, dưới 5%, có nghĩa là 100 cục pin nó giỏi lắm chỉ bị 2 đến 3 cục mà bị chết hẳn pin thôi, nên là gần như họ không bảo hành cho anh em một cái gì hết. Giờ nếu mà nói như vậy thì nói anh em bảo hành 10 năm cũng được nữa đó, anh em xài cái máy được hết 10 năm không. Nên là mình không có chơi chữ, mình không có thích những cái chiêu trò, mình chỉ thích nói thẳng nói thật thôi.
Rồi ok anh em, nếu mà anh em có nhu cầu thay pin M51 ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.